Mình tên là Nguyễn Quốc Thái, mình 19 tuổi, năm nay mình đang là sinh viên năm 2 của Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Mình mới vừa đậu visa, đây là lần phỏng vấn đầu tiên của mình. Lúc đầu mà xin visa thì mình cũng run lắm, ai cũng run hết trơn á. Nhưng mà bạn phải biết được, nắm được cái hồ sơ của bạn là bị hỏng chỗ nào, bị trục trặc chỗ nào, cho nên bạn phải lắp liếm mấy câu hỏi hay là suy nghĩ mấy câu hỏi đó để trả lời cho hoàn thành tốt cái hồ sơ. Nhưng mà lúc mà trả lời á, la lớn lên, trả lời lớn lên, ở chỗ mà bạn vô là bạn sẽ biết liền. Trả lời lớn lên mà nhìn thẳng vô mắt lãnh sự đánh máy và liếc vậy. Nhưng mà bạn vẫn phải nhìn thẳng vô mắt lãnh sự trả lời. Ở Tân Đại Dương thì dạy em tất cả đầy đủ những câu hỏi phỏng vấn và anh Khôi là người đã dạy cho những cái câu hỏi và cách trả lời như thế nào. Chị Ý, tư vấn viên của Tân Đại Dương cũng đã dạy em này nọ. Và điều đặc biệt là lớp học của anh Bảo Anh và chị Mỹ Anh là lớp học mà giúp cho bạn tự tin. Thì như mình nói nãy là mình lúc đầu là run lắm, là cũng như là không có tự tin. Nhưng mà khúc cuối rồi, cũng như là suy nghĩ, bạn phải có một cái lý do nào đó để bà trấn an bạn xuống, là bạn phải tự tin chứ không có để cho sợ vô trong mình. Fail, sợ là fail chắc. Mình biết được dịch vụ ở Tân Đại Dương là do bạn mình có rất nhiều người làm ở Tân Đại Dương. Với lại marketing của Tân Đại Dương lên mạng là thấy nhóc hết luôn, là review rất là tốt, good review. Mình chúc các bạn du học ở Tân Đại Dương sắp tới khi phỏng vấn sẽ có một buổi phỏng vấn tuyệt vời như mình vừa phỏng vấn.